Xin chào các quý phụ huynh, hôm nay Vi Kinh sẽ mang đến cho các bạn một chiếc áo mưa trẻ em phù hợp cho con em của chúng ta nè. Và chiếc áo mưa cũng sẽ giúp cho con em mình chơi nô đùa ngoài mưa mà không có lo sợ bị ướt. Ngoài ra thì mùa mưa cũng đang gần kề rồi, mọi người cũng nên chuẩn bị cho con mình một chiếc áo mưa để mà mặc vào mùa mưa nhé. Chiếc áo mưa này được thiết kế với chất liệu vải polyester cao cấp, mỏng nhẹ và bền bỉ, giúp mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái, mặc như không mặc khi bé diện trên người. Với thiết kế độc đáo là áo mưa cánh dơi, sản phẩm này không chỉ giúp bé yêu của bạn tránh khỏi những cơn mưa mà còn đảm bảo bé được che phủ kín đáo từ đầu đến chân. Phần cổ áo được thiết kế rất là cao như thế này là che lại phần cổ của bé cũng như là nón. Phần nón cũng che lại rất kín, giúp bảo vệ phần đầu của bé khỏi bị ướt. Thêm vào đó thì đường chỉ của chiếc áo được may tỉ mỉ chắc chắn với công nghệ may hiện đại ép sim test lên đường chỉ và được tét nước kỹ lưỡng trước khi sản xuất ra bên ngoài, giữ cho bé luôn khô ráo thoải mái dù trời mưa to. Sản phẩm này là sự lựa chọn hoàn hảo để bảo vệ bé yêu của bạn trong mùa mưa bão, đồng thời giúp bé cảm thấy thoải mái với thế giới xung quanh mà không lo ngại thời tiết. Tiếp theo là phần tét nước của chiếc áo ha. Khả năng trượt nước của chiếc áo như thế này rất là tốt, khả năng trượt nước và không thấm rất là tốt. Chỉ cần vũ vài cái thì chiếc áo mưa đã hoàn toàn sạch nước, không đọng lại nước và không để lại mồ hôi cho bé cảm thấy khó chịu. Bên cạnh đó thì phần cổ áo được thiết kế có dây rút ở phần cổ, giúp bé có thể điều chỉnh để phù hợp với gương mặt nhỏ to tùy thích. Và cái phần nút điều chỉnh như này có con chặn ở đây giữ lại, dù bé có lỡ kéo quá mạnh thì con chặn vẫn nằm ở trên áo và không có dấu hiệu rơi ra ngoài. Bên cạnh đó thì ở phía sau, có nghĩa là ở phần sau của đầu, có một thiết kế nhung gai giúp cho chúng ta có thể dễ dàng điều chỉnh phần nón lên xuống như thế nào để phù hợp với phần đầu của bé ha. Ở đây có phần gọng mềm giúp cho form nón của mình được giữ và không thay đổi form nón khi mà bé đội hoặc đắp xếp. Ngoài ra, cái phần tay áo cánh dơi cũng có hai nhung gai. Khi các bạn tay áo của em bé ở đây thì nhung gai sẽ được gấp như thế này lại để giữ, là cái phần này là phần tay để xác định đây là phần tay của bé và bé cũng có thể đưa vô một cách dễ dàng. Vi Kinh mang đến cho bạn hai size áo mưa trẻ em khác nhau. Đầu tiên là size S, tiếp theo là size M. Nhìn thấy size M thì các bạn có thể mình đo từ cái phần cổ nha. Cái phần cổ áo đến cái phần lai áo thì khoảng là 90cm. Đồng thời có phần nón nữa là tầm 20cm nữa. Thì chiếc áo này khoảng cho dành cho bé từ 1m2 đến 1m1 đến 1m2 đổ lại thì có thể mặc vừa form áo này ha. Còn bên đây là một thiết kế dành cho bé nhỏ hơn một chút. Đây là size S thì mình đo phần cổ áo đến phần lai áo là khoảng 67-66cm, và luôn phần đầu nữa thì khoảng 18-20cm nữa. Thì chiếc áo với size S này dành cho các bé từ 0.8m đổ xuống thì có thể mặc vừa chiếc áo này ha. Các bạn có thể thoải mái cho con mình mặc và vui đùa cũng như là tránh mưa trong mùa mưa lần này, giúp con bạn cũng thoải mái và có thể che phủ từ đầu đến chân, không phải mặc cả một bộ đồ rất là phiền phức mà con mình cảm thấy khó chịu nữa. Bên cạnh đó thì Vi Kinh có rất là nhiều màu sắc cho các bạn lựa chọn. Ngoài ra thì Vi Kinh có thiết kế một chiếc túi nhỏ gọn như thế này để mà đựng sản phẩm ha. Đây là một màu xám của cũng là em bé, và đây là kích size S ha. Đây, và mình cứ gấp xếp và mình cuộn lại, sau đó mình sẽ bỏ vào trong cái túi ha. Đây, gấp xếp của mình như này. Rồi mình cứ cuộn lại như thế này thôi ha, cho gọn ghẽ đẹp đẽ luôn. Mình sẽ bỏ vào cái túi như này. Đó. Kéo lại. Đây cũng có một con chặn.
đeo vào tay hoặc bỏ vào cốp xe rất là tiện, hoặc bỏ vào lô của bé cũng rất là tiện luôn. Đó, đây là cái cách thiết kế mà Vikin muốn dành tặng cho các bé vào mùa mưa, và các quý phụ huynh của mình mang đến cho con mình một chiếc áo mưa vào mùa mưa này nhé. Điều gì nữa mà không đến với Vikin để mà mang chiếc áo mưa này về cho những đứa trẻ của mình ở trong gia đình. Em nè, nếu mà các bạn nào mà chưa có con thì cũng có em, có cháu. Còn nếu mà những gia đình hoặc phụ huynh nào có con rồi thì cái việc mà mình đem về cho con mình một chiếc áo mưa thì làm cho chúng sẽ rất là vui và phù hợp với kích cỡ của chúng nữa. Áo mưa này rất là mỏng nhẹ, không có phải là biết bách hay khó chịu gì cho bé như là những cái áo mưa khác. Nên các quý phụ huynh không cần phải lo lắng. Nếu các bạn cảm thấy video này hữu ích, đừng quên nhấn nút like, đăng ký và share video này để mình có thêm động lực để làm thêm nhiều video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.